có em tiếp viên của tàu rất là đẹp các bạn. Thì trên màn hình nhỏ các bạn mấy anh em thì có một chiếc phà Super Đông chuẩn bị cập bến mình đây. Chỗ này thì rất là nhiều tàu thuyền luôn, anh em chuẩn bị giục dây. Wow, giục dây kiểu mới. Ghê vậy. Bên này thì cũng có một chiếc chuẩn bị chạy các bạn. Chiếc này rất là bự luôn. Về vô nghe cái tiếng máy nó đã lắm. Hải âu ha. Chiếc này nó có biểu tượng là của mấy con chim. Hải âu. Wow. Máy này thì từ Phú Quốc đi về ha, Super Đông Sài Gòn. Máy này nghe không hay ha. Ồ, nó về các bạn. Dữ dằn chưa, hai chân vịt nó đạp nước rồi. Nó phải về tới về lui để canh được cái cố định để cho nó đặt cái mỏ bàn xuống ha, để cho xe chạy lên. Bắt đầu cái máy đó hầm hú nè, mà để cho nước nó đạp ra ha. Khi cái chiếc kia vừa chạy thì chiếc này quên, xin lỗi các bạn, chiếc kia vừa cập bến thì chiếc này nó chuẩn bị chạy ha. Bên này là mấy anh em thủy thủ đoàn viên buộc những chiếc xe lại cố định lại để đi ra biển, sợ cái trường hợp nó va đập sóng ha. Cái mũi nó nè, giống một con tàu hạng sang vậy. Đây là nhà ga của tàu. Cái này nó chuẩn bị đi nè. Bên này là mấy anh thuyền trưởng. Và đây quay cho các bạn xem tiếp nha. Thì có em tiếp viên của tàu rất là đẹp các bạn. Super Đông. Chiếc này 2 tấn ha. Ở phía trước thì xe rất là nhiều. Để đậy trước luôn ha. Mấy anh mặc đồng phục rất là đẹp các bạn. Tiếng máy của con tàu chuẩn bị chạy nha. Qua vừa nước vừa tối thì tùm lum các bạn. Đây cái bô tàu nằm đây. Đây cái bô á. Cũng
tiền ha. Đây, mấy chú này nhìn rất là ngầu luôn ha. Rồi bây giờ thì con tàu đã đóng cửa chuẩn bị chạy nha, mình sẽ ra phía sau cho các bạn xem. Bắt đầu mấy anh này thì chuẩn bị mở dây. Tay ở trên tay chú đó thì một cái bộ đàm. Đang điều khiển để liên hệ qua bên tài công ở phía trên. Mọi thứ đã sẵn sàng. Đây anh này anh lụm cái cục dây lên. Con tàu chiến vậy ha, ở đây nhìn lại nè. Đây thì mình đang ở trước mũi của con tàu này đây. Các bạn nhìn thấy không? Nhìn như con số 3 vậy ha. Cái lượng tàu này. Phía dưới. Ở bên đây thì con tàu này chuẩn bị xuất phát rồi ha. Khi mà đã gần thì con tàu rất là bự. Ra biển chạy mới nhanh nha các bạn. Đây mấy anh tiếp tục mở dây để chuẩn bị chạy nha các bạn. Wow. Bắt đầu đóng cửa lại nha. Đây là cái mỏ neo giả màng kìa. Wow. Cảm thấy tuyệt vời chưa? Ghe đó đó, nước ha. Đây nha. Em ơi. Chiếc này nó chở khoảng bao nhiêu khách anh? 293, 293. Đi Phú Quốc anh cái này. À, bây giờ anh phía trước thì anh đóng cửa rồi nha các bạn. Chiếc này 5 sao ha. Rất là đẹp. Tàu chuẩn bị lấy cái chớn để chạy ha. Chỗ
này rất là đẹp các bạn. Bên kia là khách sạn. Không bắt đầu, chuẩn bị chạy nha. Hai trăm mấy chục hành khách. Con tàu này nó chạy ra một chút xíu là nó giống như nó bay trên mặt nước các bạn.